Xin chào các bạn đến với kênh Xương Rồng Channel. Các bạn hãy click đăng ký và bấm chuông để theo dõi những clip mới nhất của chúng tôi về tiểu sử diễn viên ca sĩ Hồng Kông, phim TVB mới nhất dành cho các fan TVB nhé. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về nam diễn viên điển trai được mệnh danh là Nhất Ca của đài TVB thập niên 90. Anh là diễn viên La Gia Lương, nổi danh với bộ phim Thử Thách Nghiệt Ngã và Phú Quý Môn. Chúng ta cùng tìm hiểu về những phim anh đóng và tiểu sử của anh nha. La Gia Lương có tên tiếng Anh là Gordon Law, sinh ngày 16 tháng 12 năm 1962 tại Hồng Kông thuộc Anh, là một nam diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh kiêm ca sĩ nổi tiếng người Hồng Kông. La Gia Lương tên thật là La Hạo Lương, anh sinh ra tại Hồng Kông, sống ở Thâm Thủy Bộ và từng sống ở khu 3 của làng Lê Mộc Thụ, trong một gia đình nghèo khó. Bố mẹ anh vừa phải lo chạy vậy từng bữa ăn, vừa phải lo chữa bệnh cho chị gái nên gia đình anh luôn trong tình trạng túng thiếu. Ngay từ bé, La Gia Lương đã là một cậu bé trầm tính, ít nói, ít giao tiếp với mọi người. Anh theo học tại trường tiểu học Hiệp hội Phúc Lợi Thâm Thủy Bộ, đệ lục sơ cấp thứ 10 năm 1975, và trường sơ cấp nghề Hiệp hội Kéo Sợi Bông, đệ ngũ cấp 2 đầu tiên năm 1980. Sau khi tốt nghiệp, anh gia nhập bất động sản Tân Hồng Cơ và làm công việc soạn thảo trong vài năm, trong thời gian đó anh tham gia xây dựng thành phố cảng Hồng Kông. Khi đó, anh vẫn tiếp tục học ở trường ban đêm. Năm 12 tuổi, La Gia Lương mắc chứng bệnh nói lắp nên bị bạn bè trêu chọc, xa lánh khiến anh càng khép mình hơn. Mãi cho đến năm 15 tuổi, căn bệnh quái dị ấy đột nhiên biến mất, La Gia Lương mới trở lại cuộc sống bình thường và can đảm bước vào con đường nghệ thuật. Năm 1984, Phương Mẫn Nghi, vợ cũ của anh, điền giúp La Gia Lương đơn tham dự vào cuộc thi hát tài năng trung lần thứ 3 của TVB và China Study Course. Tuy không giúp anh đoạt giải quán quân nhưng cuộc thi đã vô tình được đánh giá cao bởi người viết lời Lô Quốc Chim. Anh tham gia giới showbiz và gia nhập ATV. Anh trở thành nổi tiếng khi làm ca sĩ chính trong những bài hát chủ đề của bộ phim Tần Thủy Hoàng. Ban đầu, La Gia Lương bước vào thế giới giải trí đầy hào quang với vai trò là một ca sĩ. Sau đó anh lọt vào mắt xanh của các nhà dám chế phim và lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Tuy nhiên bước ngoặt này lại không hề dễ dàng. Sau khi không có cơ hội phát triển ở ATV, năm 1986, La Gia Lương quyết định ký hợp đồng với TVB và chuyển hướng phát triển. Năm 1986, La Gia Lương chuyển sang TVB, ban đầu do nhân vật đóng là tính cách trầm tính hơn và hướng nội hơn, chính trực, cương nghị, chẳng hạn như Thời Tiết và Thù Hận Câu Chuyện Thành Thị. Mặc dù vào hình tượng ngoan ngoãn, La Gia Lương được khán giả đánh giá cao, nhưng đó cũng hạn chế cho các vai khác của anh, và thậm chí không thể lọt vào top đầu. Trong những năm 1990, La Gia Lương đã có bước đột phá và bắt đầu đóng một số vai phản diện lớn, chẳng hạn như trong Bông Hồng Lửa năm 1992 anh trong vai Kiều Lịch, Nụ Hôn Nghiệp Trướng năm 1996 anh trong vai Trương Văn Vĩ, Anh Hùng Xạ Điêu 1994 anh trong vai Dương Khang, Từ Gia Lập trong Thiên Địa Nam Nhi 1996. Với Thiên Địa Nam Nhi, sự nghiệp của La Gia Lương mới chính thức khởi sắc, biến anh từ một diễn viên vô danh bước lên vị trí nhất ca của màn ảnh Hồng Kông và được TVB giao cho nhiều vai diễn nặng ký trong các bộ phim đình đám. Dựa vào sự nổi tiếng của bộ phim truyền hình, La Gia Lương đã phát hành album Thiên Địa Nam Nhi vào năm 1998. Album này đã bán được 75.000 bản và được EFI trao đĩa bạch kim. Cùng năm đó, anh đã tổ chức liên tiếp La Gia Lương Thu Flash Concerts tại Red Hung và được xuất bản. Trong lễ trao giải top 10 bài hát vàng năm 1998, năm 2000, La Gia Lương chuyển sang MR Entertainment. Thử Thách Nghiệt Ngã trở thành bộ phim truyền hình Hồng Kông đầu tiên được phát sóng vào khung giờ vàng của CCTV, đài truyền hình trung ương Trung Quốc. Và nhân vật chính của La Gia Lương là Diệp Vĩnh Thiêm, cũng trở thành một nhân vật nổi tiếng ở đại lục. Kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của anh và danh hiệu Nhất Ca ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều đạo diễn đại lục và đặt nền móng cho anh tiến vào thị trường đại lục. La Gia Lương là nam diễn viên đầu tiên 3 lần đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất 1997, 1998, 2002 trong bộ phim truyền hình. Người thứ hai là Lê Diệu Tường 2009, 2010, 2012. Người thứ ba là Quách Tấn An năm 2003, 2005 và 2014, và là diễn viên đầu tiên giành được giải thưởng này trong 2 năm liên tiếp, 1997 đến 1998. Người thứ hai là Lê Diệu Tượng từ 2009 đến 2010, và là diễn viên duy nhất, một diễn viên đã 6 lần liên tiếp được chọn là nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong top 5, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001. 2002. Sau 17 năm đóng phim vào năm 2003, anh đã ký hợp đồng với Universal Entertainment. Anh chính thức chuyển sang đại lục,
đóng chính trong nhiều bộ phim truyền hình, kỹ năng diễn xuất được đánh giá cao. Anh đã đóng vai Trịnh Hòa trong Trịnh Hòa Hà Tây Dương 2009 và là nam diễn viên Hồng Kông thứ hai đóng trong phim cổ trang lớn của CCTV. Người đầu tiên là Cổ Cự Cơ. Năm 2005, TVB phát sóng lại Thử Thách Nghiệt Ngã vào lúc nửa đêm. Tỷ lệ khán giả theo dõi lên tới 94%, lập kỷ lục trong cùng thời gian. TVB đã phát một đoạn phim quảng cáo Thử Thách Nghiệt Ngã trong khung giờ vàng. Đây là lần phát lại duy nhất. Nhiều tạp chí hàng tuần cũng đã liên tiếp đăng tải cốt truyện của từng tập Thử Thách Nghiệt Ngã. Và nhiều trang web tải nhạc chung bài hát nổi tiếng cũng có các bài hát chủ đề và các tập do La Gia Lương hát để tải xuống, cho thấy mức độ nổi tiếng của chúng. Năm 2007, La Gia Lương trở lại TVB dưới hình thức hợp đồng từng phim một, nhưng anh ấy vẫn tập trung phát triển ở Trung Quốc đại lục. Quay phim Khi Cháu Yêu Mèo, bộ phim được phát sóng vào năm 2008. Đây là sự kiện lớn của TVB vì quá khứ quá nổi tiếng của La Gia Lương. Một video quảng cáo đã được thực hiện với khẩu hiệu La Gia Lương đã trở lại. Năm 2008, La Gia Lương tham gia bộ phim truyền hình TVB Kim Tiền Dụ Tội, sau này đổi tên thành Phú Quý Môn, đóng vai phản diện lớn Sa Phú Lai, được phát sóng vào năm 2009, đánh dấu kỷ niệm 42 năm thành lập TVB. Năm 2016, La Gia Lương được nhà sản xuất TVB Hoàng Vĩ Thanh mời quay loạt phim Cạm Bẫy Thượng Trường. La Gia Lương trong vai Kiều Lịch trong phim Bông Hồng Lửa năm 1992. Kiều Lịch là con thứ ba của Kiều Vĩnh Phát, là người đã sát hại gia đình Hải Chiều do Ông Bích Hà đóng. Kiều Lịch là kẻ trơ tráo, gian xảo và sẵn sàng giết người diệt khẩu nếu như có ai dám cản đường. Để trả thù nhà họ Lịch cho gia đình, Hải Chiều cấp với Kiều Lịch. Chẳng may cho cô, Kiều Lịch lại là kẻ trơ tráo, gian xảo và sẵn sàng giết người diệt khẩu nếu như có ai dám cản đường. Khi nàng nắm đủ tội chứng của Phát, báo cảnh sát thì bị Hòa lầy và bị Lịch lừa gạt ra ngoài khơi, đến nỗi lưu lạc biên giới Việt Miên ăn xin, bị tra tấn bằng hiếp dâm tập thể. La Gia Lương vai Dương Khang. Những tưởng La Gia Lương sẽ mờ nhạt bên cạnh hai diễn viên chính, nhưng vai diễn Dương Khang của anh lại thành công hơn cả. Tất cả nhờ lối diễn xuất thông minh kết hợp với khuôn mặt nửa tà nửa tránh của nam diễn viên đã khắc họa xuất sắc góc tối tâm hồn của một kẻ thủ đoạn, bán nước cầu vinh, sở hữu vẻ ngoài tuấn tú, khôi ngô. Từ đó, La Gia Lương trở thành một trong những ngôi sao TVB hiếm hoi đi lên từ vai phản diện. Tên tuổi của anh từ dạo ấy cũng gắn liền với những tác phẩm lớn của nhà đài lớn nhất xứ Cảng Thơm, Ngữ. La Gia Lương đóng vai tá điền Phương Thụ Căn trong phim Mối Tình Nồng Thắm 1995. Dân trong làng đều nhờ mướn ruộng của nhà họ Quan để cày cấy. Nhưng thuế quá cao, mùa màng thất bát, dân làng không cô miếng ăn, cử Phương Thụ Căn điều đình với nhà họ Quan. Phương Thụ Căn là người nghĩa khí, tính tình thô lỗ cộc cằn, không khuất phục nhà họ Quan. Vì một số hiểu lầm, Thụ Căn cho rằng A Thể do Châu Hải Mi đóng là người lăng loàn, thành kiến với Quan Thiên Âm do Trương Triệu Huy đóng. Nhà họ Quan khép A Thể tội dụ dỗ Thiên Âm. A Thể trốn chạy nhảy xuống sông. A Thể chưa chết, nhờ Thụ Căn vô tình cứu được. Nhân đó, Quan lão ra gả A Thể cho Thụ Căn làm vợ. Vì giúp lưu A Thể, Thụ Căn chấp nhận kết hôn với cô, trở thành vợ chồng hữu danh vô thực, sống trong gia đình Thụ Căn. Dần dần A Thể chấp nhận thực tại, cùng Thụ Căn gia dụng cày cấy. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, Thụ Căn bắt đầu có cảm tình với A Thể. La Gia Lương trong vai Từ Gia Lập trong phim Thiên Địa Nam Nhi 1996. Từ Gia Lập do La Gia Lương đóng nhân vật phản diện chính của bộ phim, một thanh tra cảnh sát cấp cao và là con trai cả của gia đình, em nuôi của Từ Vĩnh Bang do Trình Thiếu Thu đóng, có tính khí bốc đồng. Từ Gia Lập nuôi mộng làm giàu và tìm mọi cách để đám cưới với cháu gái trưởng của họ, Diệp là Diệp Hiểu Phong do Trần Chỉ Thanh đóng. Gia Lập cấu kết với thứ nam họ Diệp là Diệp Vĩnh Sương do Lý Tử Hùng đóng, bọn rút công quỹ gia đình bị thất bại. Anh đã bày mưu bắt cóc tống tiền, nhưng không ngờ đã hại chết cha vợ là Diệp Vĩnh Cơ do Phan Chí Văn thủ vai. Sau cái chết của cha vợ, Lập được vợ tin tưởng giao quyền điều hành ngân hàng và bắt đầu một âm mưu lớn chiếm đoạt gia tài họ Diệp, chính thức đối đầu với Bang. Phải phản diện Từ Gia Lập máu lạnh trong phim đã đưa La Gia Lương trở thành tài tử sáng giá nhất trên màn ảnh TVB từ những năm cuối thập niên 1990. La Gia Lương trong vai Diệp Vĩnh Thiêm trong bộ phim Thử Thách Nghiệt Ngã năm 1999 và 2000. Diệp Vĩnh Thiêm nhân vật chính trong bộ phim và là một doanh nhân đầy tham vọng. Anh ta là người lãnh đạo nhóm ba người bạn của mình đã thành lập tập đoàn xây dựng Lực Thiên Thế Kỷ. Những mánh khóe làm ăn lúc đầu đem đến thành công cho Thiêm, nhưng sau này lại lấy đi của anh rất nhiều thứ. Trong đó có tình anh em và tình bạn bè. Em họ của Thiêm Diệp Vĩnh Hanh do Ngô Kỳ Long đóng, bị anh liên lụy. Còn Bưu nhận ra người bạn mình rất mực nể trọng lại là kẻ tham ô, biển thủ nên vô cùng thất vọng. Là nhân vật chính của bộ phim, anh phải đối mặt với nhiều thử thách như sự phản bội liên tục của những người bạn thân nhất của mình, đặc biệt là Hứa Văn Bưu do Trần Cẩm Hồng đóng, mối thù giữa hai nhánh gia đình Diệp và những trắc trở trong tình yêu với nhiều phụ nữ trong bộ phim.
Trong lúc ấy, Bưu cũng đang cần một món tiền lớn cho em trai cùng mẹ khác cha, là Trương Tử Lực do Cổ Thiên Lạc đóng. Từ đó, Bưu dần đi vào vết xe đổ của Thiêm, thậm chí còn tham lam và nhẫn tâm hơn. Chớ trêu thay, cả Bưu và Thiêm cùng yêu Sầm Dĩnh Hân, do Quách Khả Doanh đóng một cô gái hiền lành, lương thiện. Nhưng, Thiêm không dám tiến tới với Hân vì mặc cảm mình từng phụ lòng một cô gái khác, là Điền Ninh do Thái Thiêu Vân đóng. Biết Hoắc Hi Hiền do Trần Tuệ Sang đóng, đã yêu thầm mình từ lâu, Thiêm cũng chỉ dám coi như bạn bè. La Ra Lương với vai Diệp Vĩnh Thiêm được đề cử, nam diễn viên chính xuất sắc nhất và đoạt giải nhân vật truyền hình được yêu thích năm 2000. La Ra Lương trong vai Đinh Thiện Bổn trong phim Bước ngoặt cuộc đời năm 2002. Đinh Thiện Bổn là con nuôi của ông trùm Đinh Vĩnh Bang, hiện đã giữa tay gác kiếm tập trung làm ăn. Trong một chuyến du lịch, ảnh gặp gỡ Trình Thiên Lam, Dư Tuyên Huyên thủ vai và cả hai có những ấn tượng đẹp về nhau. Nhưng khi trở về Hồng Kông, họ lại đứng ở hai chiến tuyến vì Trình Thiên Lam do Tuyên Huyên thủ vai, cô là công tố viên. Thiện Bổn khó xử giữa bên tình bên hiếu, đồng thời phát hiện rằng cảnh sát đối đầu Trung Thủ Khang do ông Triệu Luân thủ vai là em ruột của mình, trong khi đứa em nuôi Đinh Thiện Hành do Lâm Phong thủ vai lại muốn giành quyến thừa kế của nhà họ Đinh. Bước ngoặt cuộc đời là bộ phim chế tác lớn của TVB, đứng thứ 3 về tỷ suất xem đài trong năm. La Ra Lương với vai Đinh Thiện Bổn đã đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, đoạt giải nhân vật truyền hình được yêu thích. La Ra Lương trong vai Sa Phú Lai trong phim Phú Quý Môn năm 2009. Sa Phú Lai là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, anh ta đánh cắp danh tính của Trác Nhất Minh, quá cố để chiếm được khối tài sản khổng lồ của gia đình Trác. Anh sử dụng danh tính bị đánh cắp của mình, anh ta sau này có thể trở thành phó giám đốc điều hành của ngân hàng Vạn Cơ. Sa Phú Lai đem lòng yêu Trác Nhất Tâm do Viên Vịnh Nghi đóng, em gái Nguyên. Vì nghĩ Lai là anh trai của mình, Tâm luôn giữ khoảng cách, dù cô cũng có tình cảm với anh. Để chiếm đoạt được Tâm, Lai không từ mọi thủ đoạn hãm hại vị hôn phu của cô, là Cao Thác Dân do Mã Đức Trung đóng. Lai không muốn mất tình yêu, cũng không đành từ bỏ Phú Quý, nhưng anh chỉ được chọn một trong hai. Cuối cùng, Lai sẽ chọn điều gì? La Ra Lương với vai Sa Phú Lai được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất top 15 và đề cử nam nhân vật chính được yêu thích nhất top 15 năm 2009. La Ra Lương trong vai Hàng Lãng còn gọi là A Lãng hay Lãng Ca trong phim Vô Gian Đạo năm 2016 do cựu tổng giám chế TVB Tommy Lương ra thụ và công ty Hồng Kông Asia Media chế tác, chiếu mạng tại Trung Quốc và phát sóng trên TVB. Hàng Lãng là anh trai của Hàng Sâm Chi và là bạn trai của luật sư cấp cao Mã Toan Marisa do Lưu Bích Nhi đóng. Cô đã chống lại anh ta và bỏ tô anh ta sau khi biết Hàng Lãng đã giết người thân và bạn trai cũ của mình. Sau khi cố tình đánh lạc hướng Hồ Gia Lâm, anh ta đã sử dụng những lời khai giả để bắt cóc Hồ Gia Lâm, để đe dọa Hồ Quang Hữu. Sau đó, Hồ Quang Hữu bị giết bởi Lôi Quang. Ở tập 26, Hàng Lãng bị Mã Toa đâm. Tập 27, anh bắn Tô Tình. Tập 30, anh bị cảnh sát đại lục bắt và giam trong nhà tù Hồng Kông. La Ra Lương mở rộng hoạt động sang đại lục, cũng là lúc gia đình của anh gặp nhiều khó khăn. Thời gian đó, vợ anh, Phương Mẫn Nghi, lo liệu mọi việc trong ngoài và tần tảo chăm sóc con trai. Nhưng cuối cùng, cuộc hôn nhân của họ cũng kết thúc sau 10 năm chung sống. Ly dị chưa bao lâu, La Ra Lương đã bước thêm bước nữa với Tố Nhàm, nữ diễn viên Trung Quốc đồng thời từng là bạn diễn của nam tài tử. Khi đó, nhiều ý kiến chỉ trích Tô Nham là người thứ ba khiến hôn nhân của La Ra Lương đổ vỡ, nhưng chính ngôi sao anh hùng xạ đều đã lên tiếng phủ nhận. Từ sau khi tái hôn, La Ra Lương gần như cắt đứt mọi liên lạc với vợ con ở Hồng Kông. Anh thậm chí còn chẳng một lần đến thăm hay gọi điện dù có trở về quê nhà. Nhiều tin đồn cho rằng Tô Nham không thích La Ra Lương giữ mối quan hệ với vợ cũ và nam diễn viên, cũng không hề phản đối cô vợ mới. Dù sự nghiệp có lừng lẫy đến đâu thì ngoài đời, La Ra Lương vẫn bị gán mác là người đàn ông bội bạc, người cha thiếu trách nhiệm.